Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diễm Châu đáp trả khi tìm trợ lý tốt nghiệp trung học phổ thông bị nói đòi hỏi cao. Diễm Châu được biết tới là một trong những mẹ bỉm nổi tiếng của showbiz Việt, chẳng cần sự giúp đỡ từ bất cứ người đàn ông nào, tự một tay cô đã hạ sinh và chăm sóc cho bốn đứa con nhỏ, trong đó có hai nhóc tỳ sinh đôi lai tây được nàng á hậu tự bỏ tiền tỷ để thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan. Chăm sóc con nhỏ đã vất vả lại tất bật với các công việc để kiếm thu nhập hàng ngày. Không khó hiểu khi Diễm Châu cũng cần tìm người để giúp sức cho mình. Mới đây nàng á hậu đăng tin tuyển trợ lý trên trang cá nhân nhằm san sẻ bớt gánh nặng công việc. Sẽ không có gì đáng nói khi bài đăng tuyển trợ lý của Diễm Châu bỗng nhiên nhận về một số bình luận tiêu cực cho rằng nữ diễn viên đang đòi hỏi quá cao. Cụ thể, Diễm Châu đưa ra yêu cầu tìm trợ lý hình ảnh, biết cơ bản về chụp hình, quay phim, dựng clip và đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên dưới phần bình luận, một tài khoản mạng xã hội đã lên tiếng tỏ ý chê bai. Làm mấy chuyện đơn giản đó mà cần tốt nghiệp phổ thông trở lên, chắc mình đi lượm đồng nát. Thái độ của người này khiến mẹ bỉm Diễm Châu vô cùng bức xúc. Cô ngay lập tức đáp trả, cần tốt nghiệp trung học phổ thông vì không muốn nhân viên của em nó có mấy cái bình luận như thế này á chị. Vì muốn nhân viên trước khi nói gì cũng phải suy nghĩ rồi mới nói, chứ không bà đâu nói đó như chị á chị. Mà muốn như vậy thì phải có trình độ, phải được giáo dục đàng hoàng, chứ bán hàng mà ăn nói thiếu suy nghĩ như kiểu tay nhanh hơn não thì em không nhận nha chị. Cách đáp trả của nàng á hậu nhận được sự đồng tình của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng yêu cầu về công việc là do nhà tuyển dụng quyết định, chưa kể việc tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được xem là khá cần thiết đối với một số các công việc ngành nghề. Một số bình luận của cộng đồng mạng, trợ lý hình ảnh chăm sóc website không có bằng trung học phổ thông mà được hả? Bị gì vậy trời? Có nơi người ta tuyển từ bằng cao đẳng trở lên kìa. Ăn nói kiểu gì vậy nhỉ? Như thế nào là đòi hỏi cao? Bạn không đạt được nên ghen ăn tức ở hả? Chị trả lời đã cái nư dễ sợ, đúng là làm gì thì cũng phải ăn nói có giáo dục đàng hoàng đã. Rồi giờ muốn tuyển trợ lý cũng phải xin phép mấy bà cho tuyển người tài giỏi nữa hay gì? Là một người mẹ đơn thân, Diễm Châu luôn cho thấy bản lĩnh phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ về độc lập cả về tài chính lẫn tinh thần. Cách đây không lâu, Diễm Châu kêu gọi bán nhà vì cần tiền gấp khiến nhiều người đặt nghi vấn tự hỏi liệu có phải cô đang gặp khó khăn về tài chính. Song trên trang cá nhân, mẹ bỉm vẫn luôn thể hiện sự lạc quan, tích cực và cố gắng trong công việc. Câu chuyện của Diễm Châu hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.